Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm nay 15 tháng 9 và rạng sáng mai 16 tháng 9 sẽ diễn ra 8 cặp đấu trong khuôn khổ lượt trận mở màn vòng bảng Cúp C1 châu Âu. Lionel Messi có tên trong danh sách 22 cầu thủ PSG hành quân tới làm khách trên sân Brugge. Nhiều khả năng, đây sẽ là lần đầu tiên người hâm mộ được chứng kiến tam tấu Neymar cùng Messi và Mbappe thi đấu cùng nhau. Đây cũng sẽ là trận đấu đầu tiên của Lionel Messi trong màu áo PSG ở đấu trường Champions League. Trước đó, siêu sao người Argentina đã chào sân Ligue 1 trong trận thắng Rim 2-0. Cuộc đọ sức Brugge với PSG sẽ diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng mai, 16 tháng 9. Cùng thời điểm này sẽ diễn ra 5 cặp đấu khác gồm Liverpool tiếp đón AC Milan, Man City so tài Leipzig, Inter Milan đối đầu Real Madrid, Atletico Madrid so tài Porto và Sporting gặp Ajax. Trong đó, hai trận đại chiến Inter Milan đọ sức Real Madrid và Liverpool quyết đấu AC Milan được xem là tâm điểm chú ý trong loạt trận Champions League đêm nay, rạng sáng mai. Ở 0:23:45 đêm nay, 15 tháng 9, sẽ diễn ra hai cặp đấu Besiktas với Dortmund và Sheriff với Shakhtar. Trên lịch thi đấu Cúp C1 châu Âu đêm nay và rạng sáng mai như sau. 23:45 ngày 15 tháng 9, Besiktas tiếp đón Dortmund. 23:45 ngày 15 tháng 9, Sheriff gặp Shakhtar. 2 giờ ngày 16 tháng 9, Man City đọ sức Leipzig. 2 giờ ngày 16 tháng 9, Club Brugge với PSG. 2 giờ ngày 16 tháng 9, Liverpool đại chiến AC Milan. 2 giờ ngày 16 tháng 9, Atletico Madrid đọ sức Porto. 2 giờ ngày 16 tháng 9, Sporting tiếp đón Ajax trên sân nhà. 2 giờ ngày 16 tháng 9, Inter Milan đại chiến Real Madrid. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị có dự đoán gì về kết quả các trận đấu? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật tin tức, bảng xếp hạng, kết quả bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.